Xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 16 giờ 15 ngày 6 tháng 8 năm 2023. Em Việt, cháu Việt đang ở ngã tư Nguyễn Tri Phương và Phan Đình Phùng quý vị và các bạn. Chiều hôm nay em Việt, cháu Việt sẽ mời quý cô chú anh chị cùng em Việt, cháu Việt đi một vòng ở trên tuyến phố Phan Đình Phùng. Buổi chiều hôm nay rất hot quý vị và các bạn đây. Thu hút rất đông các bạn trẻ tới ghi lại những hình ảnh vào những ngày cuối mùa hè. Trước màn hình là những hình ảnh trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng. Vâng, quý cô chú anh chị và các bạn xem được những hình ảnh trên đường phố Hà Nội, hãy tặng em Việt, cháu Việt một like. Và quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh, hãy đăng ký kênh ủng hộ em Việt, cháu Việt. Rất đông các bạn trẻ, quý vị và các bạn đây. Mặc dù thời tiết chiều hôm nay cũng không đẹp lắm quý vị và các bạn, bầu trời âm u. Sáng và trưa hôm nay thủ đô Hà Nội có ánh nắng nhẹ, nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 30 độ C quý vị và các bạn. Trời cũng rất oi. Khi em Việt, cháu Việt đi mô tô thì cảm giác mát hơn một chút. Còn nếu không đi xe thì đứng một chỗ cảm giác rất oi. Wow, cửa hàng này kinh doanh buôn bán bội thu quý vị và các bạn. Rất đông, rất đông khách. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán ở trên tuyến phố Phan Đình Phùng lác đác vẫn còn một số cửa hàng chưa có người kinh doanh. Ở bây giờ em Việt, cháu Việt đang ở trên tuyến phố Phan Đình Phùng lác đác vẫn có những hạt mưa nhỏ quý vị và các bạn. Clip này em Việt, cháu Việt gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh trên tuyến phố Hàng Động và qua tới cầu Trương Dương, em Việt, cháu Việt sẽ dừng clip. Trước màn hình là ngã tư Hàng Cót và Phan Đình Phùng. Các du khách vẫn đang đi tham quan thủ đô Hà Nội quý vị và các bạn. Bầu trời bây giờ âm u xám xịt lại rồi quý vị và các bạn thấy. Thỉnh thoảng có những hạt mưa nhỏ. Mặt đường bốc lên thì cũng rất nóng quý vị và các bạn. Những hình ảnh trên tuyến phố Hàng Giấy. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán cũng bắt đầu kê bàn ghế ra để phục vụ người dân thủ đô Hà Nội cũng như du khách vào buổi tối rồi. Những hình ảnh trên tuyến phố Hàng Động. Các chị bán hoa quả cũng có khách quý vị và các bạn. Những quả nhãn và những quả thị.
Vâng, quý cô chú anh chị và các bạn tới kênh của Em Việt Cháu Việt, hãy tặng Em Việt Cháu Việt một like ạ. Và quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ Em Việt Cháu Việt. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Xa xa trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là những hình ảnh ngã ba Hàng Đậu và đường Yên Phụ cũng như tuyến đường Trần Nhật Duật. Lên cầu Long Biên, quý vị và các bạn. Cảnh chiều rất rất nhộn nhịp. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán ở trên tuyến phố Trần Nhật Duật vẫn còn rất nhiều cửa hàng chưa có người kinh doanh. Vâng, Em Việt Cháu Việt đang ở ngã ba phố Trần Nhật Duật và phố Hàng Khoai. Những hình ảnh trên tuyến phố Hàng Khoai. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã ba phố Cao Thắng và Trần Nhật Duật. Các cửa hàng bán bánh tráng nướng cũng như bánh chuối phục vụ người dân thủ đô Hà Nội vào buổi chiều. Ở đoạn này trên tuyến đường Trần Nhật Duật chuyên kinh doanh buôn bán biển cũng như làm biển xe quý vị và các bạn. Nhưng buổi chiều cũng vắng khách. Các cửa hàng ép biển. Hiện nay bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng nhanh chóng. Bệnh chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Các bến xe buýt ở tuyến đường Trần Nhật Duật như quý vị và các bạn thấy thu hút rất đông người dân thủ đô Hà Nội. Vâng, Em Việt Cháu Việt đang ở ngã ba phố Ô Quang Trường và Trần Nhật Duật. Trước màn hình là những hình ảnh chân cầu Trương Dương ở phía đường Trần Nhật Duật, quý vị và các bạn. Ở đoạn này như quý vị và các bạn thấy các du khách đang nối đuôi nhau đi tham quan phố cổ.
trước màn hình là ngã ba phố Hàng Chĩnh và Trần Nhật Duật. Các cửa hàng kinh doanh cà phê như quý vị và các bạn thấy cũng thu hút người dân thủ đô Hà Nội. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư Lương Ngọc Quyến, Nguyễn Hữu Huân. Ngay góc ngã tư các cửa hàng này cũng chưa mở cửa. Ở đây thì Việt cháu Việt thấy có một nhà hàng ẩm thực châu Âu, Âu Á chưa đón khách. Những hình ảnh trên tuyến phố Lương Ngọc Quyến. Và trước màn hình là những hình ảnh trên tuyến phố Nguyễn Hữu Huân. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng em Việt, cháu Việt đi tham quan thủ đô Hà Nội vào buổi chiều rất nhộn nhịp. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn tràn đầy niềm vui và dồi dào năng lượng. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của em Việt Châu Việt. Những hình ảnh dưới gầm cầu Trương Dương. Cửa hàng bán cà phê như quý vị và các bạn thấy thu hút rất đông các du khách.